Đến nay, riêng quận Liên Chiểu đã ghi nhận hơn 100 ca mắc COVID-19, trong đó chủ yếu liên quan đến chuỗi lây nhiễm xuất phát từ công ty điện tử Việt Hòa. Cụ thể, riêng người lao động làm việc tại doanh nghiệp này đã có 32 trường hợp mắc COVID-19, trong khi đó trên địa bàn quận cũng ghi nhận 52 ca bệnh liên quan đến chuỗi lây nhiễm này. Với đặc thù có khu công nghiệp trên địa bàn, số lượng công nhân ở trọ lớn, nên hiện quận Liên Chiểu đang tăng cường giám sát, tập trung khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm để kịp thời phát hiện các ca bệnh, ngăn chặn dịch lây lan trên diện rộng. Đến nay, quận đã truy vết và cách ly hơn 900 trường hợp F1, can thiệp y tế với hơn 3.000 F2 và F nguy cơ. Hiện trên địa bàn đã thiết lập 12 vùng cách ly y tế và 24 điểm phong tỏa tạm thời.